Ngọc Oanh cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn ảnh Connect VTV và bây giờ xin phép được trở lại với nhạc sĩ Houston Hiếu Nguyễn trong những ngày đầu xuân mới. Dạ kính thưa quý vị, hồi nãy thì mình cũng có nói là tại sao cái hàm răng đen mà nó lại bóng và nó lại thêm vô nữa, có rất là nhiều người nói rằng là không có bị sâu. Dạ thưa quý vị, cái vấn đề sâu đó thì Hiếu không có biết rất là rõ lắm, là bởi vì Hiếu nghĩ rằng là hệ mà mình có thể là nếu mà mình ăn nhiều chất bột, tức là carbs đó quý vị, và chất đường, thì chắc chắn nếu mà mình không chăm sóc hàm răng của mình chắc chắn là mình sẽ bị sâu. Còn vấn đề là mà nếu mà tại sao mà có những cái người mà có hàm răng đen mà là cái nướu của họ nó lại không có bị nướu, thì cái đó mình cũng không có khẳng định chắc chắn được. Nhưng mà khi mà Hiếu research, tức là Hiếu coi ở trên internet, thì họ cho biết rằng là cái chất đen, cái chất nhuộm đen đó quý vị, là nó làm từ một cái sáp của một cái cây, và một nó là hai cái ingredient mà nó từ là một, thứ nhất là nó từ ở một cái chất sáp, thứ hai là nó cũng là từ một cái trái cây rừng nào đó. Thì khi mà Hiếu coi cái đó thì họ nói rằng là cái vấn đề mà cái răng mình nó có thể nó bóng được như vậy là bởi vì mỗi ngày đó họ phải chà lên trên cái răng của họ khoảng bao nhiêu phút hoặc là bao nhiêu tiếng để mà nó có thể nó thấm được vô trong cái răng. Thật ra khi quý vị biết rằng là một ngày mình đánh răng chỉ có 2 lần thôi, mà nếu mà trường hợp mà họ muốn răng họ càng đen càng bóng mà họ phải apply, tức là họ phải sử dụng cái đó và họ chà lên trên răng của họ, thì quý vị cũng có thể tưởng tượng được rằng là cái răng họ cũng sẽ rất là bóng. Và một cái điều lý thú nữa rằng là trong cái chất sáp đó quý vị, nó lại có cái tính chất là sát trùng, thành ra khi mà họ sử dụng cái chất đó thì cái nướu của họ nó lại tốt hơn, tức có nghĩa rằng là nó sạch sẽ hơn. Nhưng mà cái vấn đề mà sâu răng có sâu nhiều hay là không thì Hiếu nghĩ rằng là hễ mà mình còn ăn cơm nè, mình còn ăn bánh mì nè, hoặc là những cái gì mà có chất bột và trong miệng quý vị, chắc chắn quý vị biết rằng là mình cũng có vi trùng, thì chắc chắn là vi trùng sẽ sử dụng những cái chất bột đó để mà khi mà nó tiết ra cái chất axit, thì cái chất axit chắc chắn là nó sẽ làm cho mình bị sâu răng. Và Hiếu có thể biết rằng là những cái người đó, tại mình không có thấy được rằng là cái hàm răng của họ như thế nào, thành ra mình không biết, mà chắc chắn là Hiếu có thấy là cái hàm răng của họ rất là bóng. Mà khi họ khi mà ở trên đó trên research tin tức thì cũng có cho biết rằng là những cái thông tin cho biết rằng là khi mà cái hàm răng của họ khi mà nó bóng như vậy đó thì cho thấy rằng là cái người đó quý phái hơn. Tại vì ngày xưa đó quý vị, trong hoàng tộc của Nhật đó thì họ làm cái răng của họ rất là bóng, rất là đen, thì giống như là một cái fashion giống như bây giờ như vậy. Và cũng chính cái người mình gọi là nữ hoàng đi của Nhật đó, thì chính họ cũng là cái người đầu tiên để một cái hàm răng trắng, và họ không có theo cái thời điểm là răng đen nữa. Và cũng từ đó nó bắt đầu là họ đi theo, tại vì khi mà mình có một cái người đại diện cả nước, nữ hoàng hoặc là vua chúa thời đại đó mà họ có thể họ thay đổi hoặc là mặc một cái gì đó thì chắc chắn rằng là ai cũng muốn làm theo, giống như ngày xưa cái áo dài của Việt Nam mình, giống như bà Nhu bà Diễm rồi không ạ? Dạ, cái áo dài nó cũng thay đổi rồi, cũng giống như ca sĩ Thanh Lam một thời gian cũng là cái áo dài nó hơi cắt ngắn lên thôi chị. Thành ra Hiếu nghĩ rằng là đó là một trong những cái điều mà Hiếu thấy rất là lý thú trong cái ngành nhà của mình, có nghĩa rằng là bây giờ thì hàm răng càng trắng thì càng bóng thì càng đẹp, nhưng mà ngày xưa thì càng đen càng bóng thì nó là một cái dấu hiệu của cái sự răng khỏe và tốt. Dạ vâng, đúng rồi. Ngọc Oanh thấy rằng là nhưng mà so far rằng là sau này đó thì các cụ đó, có nhiều cụ thì hướng theo cái thời đại mới là kiểu như là họ muốn làm cái răng của họ nó không còn đen nữa, nhưng mà hình như là không làm được cái điều đó nữa thưa quý vị, tại vì răng nó đã nhuộm rồi. Chắc thì đúng. Và như vậy thì không có thể làm khác được. Nhưng mà nếu mà cho Ngọc Oanh chọn giữa răng đen và răng trắng thì absolutely Ngọc Oanh chọn răng trắng, không chọn răng đen nữa thưa quý vị. Thì đúng, cái fashion nó sẽ đi theo từ đời này qua đời kia, nhưng mà nó sẽ thay đổi và nó sẽ phát triển và có những cái bước tiến mới hơn. Tuy nhiên người ta luôn nói rằng là fashion là cái vòng luẩn quẩn, nhưng mà Ngọc Oanh chưa thấy là từ răng đen rồi trở nên răng trắng và bây giờ trở lại răng đen. Ngọc Oanh sẽ quý vị, bây giờ mà răng đen là răng sâu đấy chứ không phải là răng đẹp nữa. Dĩ nhiên là Hiếu nghĩ rằng là cái gì cũng vậy, bây giờ cái thời đại này thì quý vị thấy nè, tóc càng lợt càng blonde thì nó quý vị cũng thấy và nó
nó đẹp hơn thì cái đó là một cái preference thôi quý vị, tức là có một cái điều lựa chọn và cái ý thích thôi. Chứ Hiếu nghĩ rằng là thường người Á Đông của mình mà khi mà cái mái tóc mình nhuộm mà nó lệch quá thì nhìn mình lại nó lại không có thích hợp với lại cái màu da và cái nước da của mình. Hiếu nghĩ rằng là bất cứ nationality nào cũng vậy, tức là mình khi mà nước da của mình đen thì mình lại thích hợp những cái màu khác, hoặc là cái màu tóc nó cũng khác, phải không chị? Thành ra Hiếu nghĩ rằng là mỗi cái thời đại, mỗi cái thời điểm nó cái fashion nó cũng khác, mà Hiếu không biết rằng là ai có thể nghĩ ra được rằng thời đại này tôi muốn như vậy, tức là quần skinny jean hay là quần giống như ngày xưa gọi là bootcut, tức là có những cái ống ngoe hippie này nọ. Thành ra Hiếu thấy là cái đó rất là hay, cho dù nó là một cái vòng vòng luẩn quẩn đi nữa thì Hiếu thấy rằng là đó là một cái thú trong cái cuộc sống. Chứ nếu mà trong cuộc sống ai cũng như vậy và nó cứ như vậy hoài thì nó hơi boring, nó hơi chán. Dạ vâng, chừng nào mà quý vị thấy mà nha sĩ Hiếu mà lên trên talk show đó mà thấy nhuộm tóc màu nâu hay là màu nhạt là quý vị biết rằng là nha sĩ Hiếu là kiểu như là tóc hồi đã phai tóc đã phai nhòa rồi. Dạ. Nghĩa là cái này là... tóc nhuộm tự, cái này gọi là highlight tự nhiên đó quý đó, đó quý vị, đó khổ lắm thưa quý vị. Do dạ, đó nên nãy giờ là nha sĩ là biện hộ cho cái vấn đề là tóc đen là đang có mái tóc đen. Dạ. Nhưng mà tương lai mà thấy tóc nhuốm màu đó hay là tóc muối tiêu là quý vị biết rằng là tuổi của em ngày càng lớn à. Yeah. Em càng mạnh mà đừng càng già càng cay thưa quý vị, không vấn đề gì hết, cái tuổi chỉ là con số thôi. Nhưng mà Ngọc Oanh nên nhớ là người ta nói đừng càng già càng cay chứ mà già quá thì nó hết cay luôn. Cái này chính xác, nhưng mà quý vị biết rằng là không có trẻ làm sao có già. Yeah. Đúng không thưa quý vị? Do đó nên đầu năm mới chúng ta thêm một tuổi mới không có nghĩa là chúng ta già thưa quý vị. Yeah. Chúng ta phải cảm thấy rằng chúng ta rất là vui bởi vì chúng ta được thêm một năm, được sống thêm một năm với đời, với người thân của chúng ta. Do đó không có vấn đề tuổi tác chỉ là con số. Đúng okay. Rồi, tuổi tác chỉ là con số. Thành ra quý vị đừng có suy nghĩ quá nhiều về cái con số. Nếu mà có suy nghĩ về con số cũng nên nhớ rằng là cái con số không ai biết hết, chỉ có đều là bên ngoài thôi quý vị nhé. Tại là nếu mà quý vị chịu chăm sóc cái bề ngoài của mình, cái mình yêu nói chăm sóc cái bề ngoài đây thì chắc chắn là quý cô, quý anh chị thì bất cứ ai cũng vậy hết. Hễ mình có làn da đẹp thì mình cũng phải biết chăm sóc, đúng không? Quý vị có hàm răng đẹp, quý vị cũng phải chăm sóc, thì cái hàm răng của quý vị tiếp tục nó sẽ đẹp hoài cho tới khi mà mình lớn tuổi luôn. Thì Hiếu nghĩ rằng là mấy cô cũng vậy, khi mà mình có cái hàm răng đẹp và mình có một cái nước da đẹp, mình có một mái tóc đẹp, thì Hiếu nghĩ rằng là mình cũng phải chăm sóc thì nó mới tiếp tục nó đẹp hoài được. Chứ nếu mà quý vị không chăm sóc thì chắc chắn rằng là tóc của mình nó sẽ khô, sẽ hư, sẽ đứt, sẽ gãy, rồi nó không có đẹp. Hàm răng cũng vậy, khi mà quý vị có hàm răng đẹp nhưng mà nếu quý vị không chăm sóc, quý vị không đánh răng, quý vị không floss, quý vị ăn lắc nhắc, quý vị ăn vặt thường thì quý vị cũng sẽ bị sâu. Rồi giống như Hiếu có nói, quý vị ăn những cái đồ cứng thì răng của mình nó sẽ bị mòn. Và khi mà quý vị, dĩ nhiên trong cái cuộc sống mà ai mà không bị stress, không chị Ngọc Oanh, thành ra quý vị cũng vậy, khi mà quý vị bị stress quá nhiều và khi mà quý vị ngủ thì quý vị bắt đầu nghiến răng, thì cái đó nó cũng tạo ra cái ảnh hưởng xấu đối với cái hàm răng của mình. Thì Hiếu nghĩ rằng là bất cứ ai cũng vậy hết. Nếu mà mình đã có được những cái trời cho và nó đã được đẹp ngay từ lúc đầu tự nhiên rồi, thì Hiếu khuyên quý vị là nên cố gắng chăm sóc những cái điều đó để mình có thể mình tiếp tục mình enjoy được những cái điều đó. Là bởi vì Hiếu nghĩ rằng là có được cái hàm răng đẹp, một mái tóc đẹp, một làn da đẹp là cái đó Hiếu nghĩ là một cái điều mà rất là quý mà trời đã cho mình, ban cho mình. Thì Hiếu nghĩ rằng là nếu mà quý vị không có biết chăm sóc nó để mà khi mà nó bị hư, nó bị damage hoặc là nó bị có vấn đề rồi đó, thì có sửa nó lại đi nữa đó thì nó cũng là một cái gì chắp vá thôi, chứ cũng không phải là nguyên thủy nữa. Thành ra Hiếu nghĩ rằng là quý vị cố gắng một ngày hai lần, thì Hiếu nghĩ rằng là mình phải đánh răng ngày hai lần. Thì khi mà Hiếu nói về răng thì là một người nha sĩ, thì Hiếu lúc nào Hiếu cũng khuyên quý vị là cố gắng chăm sóc cái hàm răng của mình. Cho dù cái hàm răng quý vị nó không có thật đều, thật thẳng, nhưng mà nếu mà nó không có bị sâu, nó không có bị nú, thì cho đến già luôn quý vị vẫn có được cái hàm răng rất là đẹp. Mà Hiếu nghĩ là răng với tóc, Hiếu vẫn nghĩ rằng là cái hàm răng của mình nó quan trọng hơn. Dĩ nhiên khi mà mình nói cái câu cái răng cái tóc, như quý vị cũng biết là cái gốc con người, thì Hiếu nghĩ rằng là cái răng nó quan trọng hơn, là bởi vì Hiếu nghĩ rằng là trong cái hàm răng đó quý vị nó còn có một cái chức năng là mình nhai nghiến đồ ăn. Thành ra quý vị cứ tưởng tượng đi, một mái tóc đẹp
Nhưng mà nếu mà mình bị hạn chế vấn đề ăn uống, mình bị hạn chế vấn đề nutrition, tức là những cái dinh dưỡng, thì tóc của mình cũng sẽ bị khô, bị hư, phải không chị? Tại vì Hiếu nghĩ là cái hàm răng nó quan trọng hơn nhiều lắm. Là quý vị cố gắng chăm sóc hàm răng của mình, đừng có sao nhãng cái việc đó. Bởi vì Hiếu biết nhiều khi mình bận rộn công việc rồi gia đình, rồi mình sao nhãng đi cái điều quý nhất đó là cái hàm răng của mình. Và dĩ nhiên sức khỏe tốt thì hàm răng của vị nó mới tốt. Dạ vâng, đúng rồi. Nha sĩ nói tự Ngọc Anh mới nhớ ra là tại sao có nhiều người cứ than thở rằng là trời ơi, tôi nhiều tiền quá mà tôi không ăn uống gì được hết á. Tại vì á, răng cỏ thì nó đau, hôm nay đau chỗ này, mai nó nhức chỗ kia. Do đó nên khổ lắm thưa quý vị. Do đó nên nếu mà quý vị, mà Ngọc Anh được biết khi mình càng lớn tuổi đó thì cái tóc của chúng ta nó, cái chân tóc của chúng ta nó thưa dần. Nếu mà chúng ta đã không ăn được rồi thì làm sao chúng ta bỏ những cái chất dinh dưỡng để nó giúp cho mái tóc phục hồi, mái tóc của chúng ta nó mọc trở lại được, không thưa quý vị? Dạ vâng, Ngọc Anh cảm ơn nha sĩ rất là nhiều đến trong chương trình Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp của những ngày đầu xuân mới. Ngọc Anh cũng xin mến chúc toàn thể quý khán thính giả của NetVTV và thân chủ của đài một năm mới dồi dào sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, vạn sự cát tường. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Và cũng nhân tiện Tết đến và cùng mùa xuân cũng đến thì Hiếu xin kính chúc tất cả quý vị đã theo dõi chương trình trong khoảng thời gian này. Và Hiếu cũng xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe lúc nào cũng dồi dào và vạn sự như ý. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Dạ vâng, và quý vị đừng quên nói cho bạn bè, người thân theo dõi chương trình Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp được phát sóng vào mỗi tuần thứ Bảy và 7 giờ chiều để chúng ta có được những cái cách phòng ngừa cũng như là giúp cho răng của chúng ta một năm mới đẹp, khỏe và chắc chắn hơn. Cảm ơn quý vị.